Thưa quý vị, để gắn kết tình cảm giữa hai câu lạc bộ thì ở dưới sân vận động Lạch Tray ngay lúc này là màn giao lưu giữa hội cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Cảm ơn các cổ động viên Đông Á Thanh Hóa đã vượt đường xa xa xôi để đến với sân vận động Lạch Tray ngày hôm nay và chúc cho tình đoàn kết giữa hội cổ động viên hai câu lạc bộ sẽ ngày càng gắn kết. Xin trân trọng cảm ơn. Chờ chờ chút.
chào các vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023. Xin được trân trọng giới thiệu ông Văn Trần Hoàng, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các cổ động viên đã có mặt trên sân vận động Lạch Tray ngày hôm nay. Và sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghĩa